tướng nó ăn chỗ nào thì mỗi phái định vị một cách. À, chẳng hạn như Bà La Môn Tây Tạng ở định vị sinh sống đi lên, nó gọi là con quả hầu, nó chạy được quả hầu sinh sống nó đi lên. À, cái lối tiên gia của Tàu với tiên gia với Tây Tạng á, thì nó định vị bằng cái đường kinh mạch trung ương. À, nó nói là cái đường đó là cái đường trung tâm của cơ thể, nó từ cái thần của mình nó đi lên, nên Tàu nó kêu Kim Quỳnh Đình. Kim Quỳnh Đình là nó diễn tả y chang cho bên Tây Tạng vậy đó. À, nó nói là cái lúc đó là cái thức thần, nó gọi cái đức, không phải kêu thức thần, nó gọi là cái chân thần của mình. À, nó nói là cực dương của mình nó sẽ đi vào cái đường mạch trung ương, nó đi lên lên đầu, nó phóng ra. Thì trên này nó phóng ra, cái gì? Nó phóng ra cái một cái ông chân thiên, thêm ông một cái ông mà nhỏ xíu vậy nè, mà hào quang nó sáng rực. À, mà mấy người tu tiên gia tôi hỏi phóng ra thiệt, tối nó phóng ra nó đi chơi chỗ này chỗ kia mà hào quang sáng rực, là ma quỷ gặp sợ lắm. Thấy không? Thì nó dùng cái âm thức thần này nè, nó điều khiển tất cả những cái pháp giới. Nên là thành nó nói là lúc đó nó thành cái chân thần của nó xuất ra, thì nó cũng đặt được giữa y chang trong Tây Tạng vậy đó. Cái đường nó tả ra giống hệt Tây Tạng không khác chút nào hết. Thấy không? Để mình nói đó, đây là những cái quan niệm, thấy không? À, thì thực sự ra mổ xẻ ra thì không có đường đó. À, cái đường đó hoàn toàn là cái đường tâm, có nghĩa là cái đường đó nếu nó có đi nữa thì nó không ảnh hưởng gì đến máu của mình, cũng không ảnh hưởng gì đến thịt gân của mình hết trơn, nó là một cái đường vô hình. À, thành thử ra lúc đó mình chết á, à, chết rồi thì à, thì nếu mình sống thì cái đường đó vẫn có, mà mình thực sự cũng không thấy nó, mà nó thực sự nó phải dựa vào tứ đại, thấy không? Và khi mình chết à, thì tứ đại nó cũng tan rồi, thấy không? À, thì tứ đại nó tan tức là cái tâm mình không chắc nó là mình nữa. Thấy không? Chẳng hạn như bây giờ cái tay tôi mà tê rồi đó, tê mà nó đến nỗi là ai chặt đâm cái gì là không đau đó, thì nhiều khi tôi đưa ra cho cái gì chích thuốc cái đồ chơi biểu diễn chơi cho cái gì coi cũng không sao đó, tại vì tôi đâu còn cảm giác đối với nó nữa. Thành thử ra trong cái quá trình tiến trình chết á, tất thành đất là thằng chết trước, nó tan hoại trước, cơ thể mình nó nặng nề này kia này kia, mắt mình từ từ nó mờ đi, đó là trạng thái của cái của đất đó, nó tiêu hoại. À, nó tan từ từ vậy đó. Khi mà tiêu hoại rồi là sau này đó những cái đụng cái da thịt mình nó hóa phê nữa, từ từ mấy thằng khác từ từ nó tan ra tan, và khi nó tan cái gì đó hay quý vị giải phẫu cái tâm nó ảnh hưởng gì cho nó rút rồi, rút khỏi cái vùng đó rồi, cũng như là bình nó tống cho nó kéo về trung ương hết rồi, thấy không? Thành cái sự sân hận này đó, thực sự hai kinh điển á, kinh điển Tây Tạng thì nó nói khác, thấy không? Và kinh điển của bên 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 Tàu á, bên Tàu á thì họ lấy một cái thân thể sống họ luận, thấy không? Họ luận là mình sống mà ai đụng chạm đến thân thể thì sẽ tức giận, nên đôi khi sợ rằng mình chết rồi đụng cái thân thể tức giận nên khuyên là không nên đụng, thấy không? À, thành thử ra mấy cái chuyện đó đó là thực sự không có kinh điển, thấy không? À, thử ra là bây giờ mình nói lại là đối với những người chấp thủ chấp trước luôn luôn thấy lấy cái thân mình làm cái sự trân quý, thấy không? Thì dầu sao thì mình nên đừng nên đụng tới, thấy không? Ba, bởi vì đụng tới mà này kia có thể họ sân hận thiệt, vì ngay lúc sống họ đã quá chấp rồi. À, thì những người này á, nếu mình biết mình sống mà biết cái tăng tánh của họ gì thì nên họ nên là kêu là có chút thân như vậy hợp với tinh thần để mình đi hòa đồng, thấy không? Còn những người đã phát bồ đề tâm, thấy không? Đó. Thì cái sự mà cho một cái bộ phận trong cơ thể của mình à, để cho người khác lợi lạc là một cái niềm hoan hỷ. À, mà đó là cũng là một cái tâm thức của những người xả bỏ cái bản ngã. À, cái thân thể mình nó là vô thường, không có xứng đáng để mình giữ hết trơn á. Nếu mà vì một cái phần cơ thể mình mà làm cho chúng sanh được lợi lạc, chúng sanh được mạnh khỏe hay kia thì sẵn sàng họ làm, cái tâm họ phát thật sự như vậy đó, thì tôi nghĩ cũng không có sợ gì mà để mà làm một cái tờ giấy à, kèm vô trong cái kia. Nếu mà tôi có gì một cái lý do gì hay mà tôi chết đi, tức là chết đi theo cái bên Tây phương là có đo cái động cơ đồ trong kia, nhịp tim không đập, hơi thở đã ngừng, vân vân vậy đó, à, không hoạt động được. À, thì cứ mổ xẻ lấy cái đó mà đặt cho ai thì lấy. À, thì những người mà phát bồ đề tâm làm cái đó tôi nghĩ chắc cũng không có ảnh hưởng gì đâu. À, không đến nỗi là lúc đó mà đau đớn, đến nỗi là không có tập trung được đâu, tại vì lúc đó nó đâu có thấy cái này là thân mình nữa, nó tê mông hết rồi, thấy không? Nó cũng như là mình tích thuốc tê nó muốn giải phẫu cắt xẻ rồi mình cho cắt tiếp luôn, đâu có sợ, đâu có đau gì nữa, thấy không? Còn khi mà mình chết đi đâu phải thuốc tê đâu, chết đi là những tâm thức nó rút vô hết rồi, thuốc tê mà tâm thức mình còn đó, nó còn là mình không ảnh hưởng nữa, thấy không? À, chứ lúc đó mình đau quá cho mình dùng ra mình chạy rồi, phải không? Bao nhiêu người giải phẫu đâu có người nào chạy đâu, cắt xẻ cho đã đi, thấy không? Thử cái mấy chuyện đó, đó
không có chính trong kinh điển, thấy không? Thành ra cái chuyện này mà đứng vào thế trung dung đi, thấy không? Những người nào mà mình nghĩ rằng là mình quý thân thể mình quá đó thì thôi, thấy không? Nên làm một cái gì chút, thấy không? Để ăn yên tâm là người ta sẽ không đụng chạm tới. Còn người nào mà nó sống trong cái tư tưởng cái thân này là quyển giả không có thần, thấy không, nguyện làm lợi lạc cho chúng sanh, cũng giống như là Quan Âm Diệu Thiện vậy đó, móc tay móc mắt cho vua cha để cứu đời rồi vân vân, thấy không? Hay như ngài Xá Lợi Phất hồi xưa là ai xin con mắt thì cho con mắt, hai Đức Phật Thích Ca vậy đó, nhiều đời nhiều kiếp đem thân phần gia đình bố thí, đó là con đường mà đắc đạo, bởi thân thể hồi nào tới đời là vô thường, nó sẽ hủy hoại, nó sẽ mất thôi, cái chết là không ai tránh được, mà ngay cái chết của mình làm lợi lạc chúng sanh được. Mà trong quan niệm đạo Phật á, chết không có nghĩa là chết hẳn, chết tức là cái tâm thức của mình nó sẽ gắn vào tứ đại khác để nó sanh, chứ tứ đại này là một cái sự vay mượn thôi, nó sẽ rã nó trả lại gì cho đất nước cho lửa hết, nó bản thể phải là mình. Hiểu như vậy đó thì cứ là phát tâm cho. Lúc trước thì tôi lúc nào cũng có tờ giấy cho hết trơn, tôi bỏ trong bóp tôi, không biết tờ giấy nó nằm đâu, nó đổi bóp mấy lần mới mất tiêu rồi. Không thì thực sự là tâm mình nó cho, nhưng mà tờ giấy không biết nó nằm đâu nữa, tại vì mình đâu có bị vi phạm gì 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 nó đâu, tâm nó gửi về cái nguyên cái kia cho mình thôi. Thành ra không, nhưng cái này nói rõ đó là nếu mà đi bây giờ đi mình mà đắc đạo thì những chuyện đó tôi không ảnh hưởng gì tới tu của gì hết trơn. Mà bởi vì nếu mà sanh có cực lạc được thì sanh cao. Vì mấy cái người nào mà chắc ngã đó, thì sanh vô vô cái dùng, nó gọi là cái dùng phương tiện hữu dư, chỉ có bậc Bồ Tát mới sanh được báo độ thôi, Phật báo trang nghiêm thôi. Bồ Tát tức là phát tâm tại bồ đề vì chúng sanh mới thành được Phật báo trang nghiêm thôi, thấy không? Thành thử ra phương tiện hữu dư là cái cõi của vị A La Hán, tức là những người đắc định chứ không biết tâm bất loạn, vô maximum là vô cõi thanh tịnh hữu dư là nếu không phát bồ đề tâm, thấy không? Tại vì A La Hán là còn sanh gì đó mà mình sao cái định mình hơn A La Hán được, thấy không? A La Hán mà nhập vô mà diệt thọ tưởng định nó kim đâm vô không thấy đau nữa kìa, cũng gì mình mới nghe tiếng niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật rồi nó có loạn thôi, không có thua gì hết trơn á, nó còn thấp lắm, thấy không? Là cũng sanh vô phương tiện hữu dư à, thấy không? Chỉ có cái cặp các thường là gặp chư Bồ Tát xuống thuyết pháp nhiều, thấy không? Để thật báo trang nghiêm là gặp thẩn cái báo thân của Đức Phật mình thuyết cho mình, cõi đó là cái cõi đó, nó nói là Phật mình thuyết bằng cái thật báo trang nghiêm á, là Phật hiện thân tướng 84.000 cho tường thuyết, và các vị Bồ Tát đó trong thân tướng là cao và mặt trời mặt trăng hết á, tâm họ càng rộng rãi chừng nào cái tâm họ càng rộng rãi rồi phước đức trang nghiêm vô cùng tận luôn. Còn cái tội mà thánh phàm đồng cư á, mình có thể đa số như vậy là thoát lọt về thánh phàm đồng cư, người nào mà đắc được chút ít về về bậc thánh, tức là ngộ được cái pháp vô vô ngã, đắc được tư đà hoàn quả, a la hàng quả này kia đó thì sẽ sanh vào cái cõi mà phương tiện hữu dư, là cõi của những bậc thánh đó, của a la hán mà họ phát tâm đại thừa thì họ sanh vậy đó. Còn mình chưa đắc được con đường đó, thì mình sanh vào cái nhập định đi nữa, thì thánh phàm đồng cái là thánh phàm đồng cư, thánh phàm đồng cư tức là bậc thánh, tức là những người hiền thiện đắc được những cái thiền định, nhưng mà không phải là đắc được rốt ráo, đắc được từng phần thì sanh vậy đó. Còn và tại tại em gì nó thanh tâm ba sen tại cái để mình hiểu. Thực sự ra là sanh mà gọi là sanh cao đó, thực sự không phải là dễ. Ở cái cõi đó thì ai cũng sẽ một đời thành Phật thật. Cái chuyện đó dầu quý vị sanh vào cõi thấp nhất thì cũng một đời thành Phật, và đủ có cao một đời thành Phật. Nhưng muốn sanh cao phải đủ đủ công đức và phước báo, ở chư Phật hiện một cái phước báo ra, mình chịu không nổi cái phước báo, ánh sáng mà của phước báo nó mạnh, nó mãnh liệt lắm, mà cái mình cứ báo không đủ bản tướng mình chịu không nổi lên, mà dù mình lên báo độ cái là ánh sáng nó chói ra là mình có chịu mình chạy thôi, chứ mình không cách nào mình nắm được hết đó. Nó thành ra nó là dành cho những cái bồ tát mà phát đại tâm thì mới lên được Phật báo trang nghiêm, mà ít nhất phải ngộ được tánh không, vào được cái tánh không, thấy không? Mình thử ra là quý vị đó, cái cơ hội của quý vị mà dễ vào nhất là chỉ có cái là phương tiện hữu dư, tức là cũng đắc được chút ít, đắc được gọi là đắc được cái gọi là kiến giải của cái tánh của cái ngã không, thấy không? Là vô được phương tiện hữu dư, còn nếu không á là vô thánh phẩm đồng cư, thấy không? Nha. Thì định của ngoại đạo nó sâu lắm kìa, ngoại đạo mà hồi xưa cái gì mà thời mà có Đức Phật á, mình bây giờ mình nói mình vô cái định gì, từ giờ ta nhập định là ta có năng thần thông đúng, tất là nhập định là có thần thông. Hỏi ai gì hỏi nhập định không, ai trong này dám vô tay nó nhập định thần thông chỗ nào không có ai có thần thông hết trơn á.
không, thần thông giai mượn là khác, thần thông tự lực là khác. Thần thông giai mượn có thành thử mình nói là hồi xưa đó là ngũ thông tiên nhân đó là thần thông dữ lắm. Thành ra nó có hai loại thần thông, một lần thôi do định, tức là đạt được định mà biến thành thần thông, một thần thông do giai mượn, cái đó là loại giai mượn cũng là thần thông. Thì mình hiểu đạo Phật từ sau này, bởi vì Phật không có chủ trương dùng thần thông, là tại vì nếu Phật là thần thông thì mấy loại đồng bóng phù chú thì nó thần thông hết, tại giờ còn giai mượn mà nó cũng biến hóa, nó cũng tàn hình, nó cũng đủ thứ hết trơn á. Thấy không, chàng nó phi thân, hai băng người kè gai nó nhảy lên, thấy không, thấy nó bay thiệt, thấy không, nó không phải, thấy không, nó rồi trời ông này là vậy là Phật rồi. Nếu mà Phật hồi xưa bởi Phật đã phá thần thông là gì, thấy không, nếu mà thần thông là Phật thì ngoại đạo là Phật hết rồi, ngoại đạo nó là ngũ thông mà nó giỏi lắm, thấy không, mà nó là định lực nữa, đi qua nước được, đi qua lửa được, làm đủ trò hết, độn thổ được, đủ đây tàn hình được, đủ chuyện lắm, thấy không. Đó, mình nói mấy cái đó cho rõ tại sao sau này Phật cấm chư tăng không được dùng thần thông, không được hiện lộ thần thông. Đại thừa là hoàn toàn cấm nha, đại thừa với tiểu thừa là cấm hoàn toàn 100%. Nhưng mà qua mật tông thì nó mở, mật tông thì nó cho, mật tông nó nói là nếu mà dùng thần thông này để mà nhiếp phục chúng sanh, mà làm lợi lạc cho chúng sanh, mà khiến cho chúng sanh phát tâm phát hồ đại tâm tu tập, thì bắt buộc phải triển khai thần thông. Cũng như hồi đó ông A Châm ông lại đây nè, cái bà En đó, bà nể mà Dâm lắm, phải không? Biết A Dâm không? A Dâm mà lâu lâu bà đang hồi xưa bữa mời lắm. Trước khi qua đây đó, ông A Dâm ông biểu diễn cho coi, ông nằm tách sỏi, mà còn bây giờ bà còn để trong nhà, ông để hai tay, ông nắm lại có hai vết tay, ông in lởm trong cái đá sỏi vậy nè. Đó, thành ra bà nể lắm, bà nói ông này nhặt vô cái gì rồi, hồi ông lấy cái tay, ông bực vô sỏi, ông có hai con tay, ông in trong cái sỏi luôn kìa. Thấy không? Nể. Hồi đó ông sư phụ tôi đó, ông qua đây cái mấy thằng mễ đó hỏi thầy biểu diễn rồi sao cho con tin, thấy không, nói được rằng không tin, thấy không, mình không giống biểu diễn cho mình trơn á, thấy không, ông biểu diễn cho mấy cái tên nào mà nó nghĩ là nó nghĩa là can cường khó dạy, ông biểu diễn cho nó tin. Cái thằng giàu đỏ, ông đứng đỏ mắt đỏ, ông nhét trong cổ họng từ trên xuống dưới vậy nè, thấy không, ông rút ra thì ông sao hết, ông đứng cái cửa xa lắm nha, ông làm cái ông thổi nhẹ cái cù cửa cung ra ngoài vậy đó, ông nói đó cái quay lực của pháp môn là gì đó, nó sau này nói gì nó cũng nghe đó. Nói chuyện đó là mà đạo làm được hết, không có cái gì. Thành ra đừng bao giờ lấy thần thông mình đánh giá Phật giáo, mình muốn đánh giá Phật giáo là phải đánh trí tuệ, phải chịu có nghiên cứu, phải chịu học hỏi. Như tôi nói chẳng hạn như bên thí dụ như mình nói rằng là nếu mình không có học kỹ về giáo học đó, thì mình thấy rằng là Tây Tạng là số 1 rồi, tung mô của nó mà đâu có ai nữa được. Mấy Thái Lan đó, nó có nằm đề một đất nước do lửa, cái anh mà đề một lửa anh ngồi cái những giới tiếng là tiếng tàn à, không có luyện tâm mô tâm miết gì hết trơn, thấy không, chứ là ông ngồi ông tập trung lửa chung quanh ổng là nhìn làm như là lửa nó bốc ra nó đốt hết mấy cái kia vậy đó, thấy không. Thành thử ra một hồi mình sẽ học cái phần đó nó tương đối nó kỹ hơn chút. Tại vì hồi sáng mình đang nói về cái vụ cho hay không cho, thì mình nói trước cái này để cái gì nào mà đã ký giấy cho thì thực sự là nó cũng ảnh hưởng gì đến sanh luôn gì hết trơn, mà có thể với anh sanh còn cao hơn anh không cho nữa, vì anh đó đã xả được cái bản ngã, không thấy bản ngã, cái tính cái vô ngã nó làm mình mới vượt lên khỏi phương tiện cũng dư. Cái cõi phương dư là những bậc thánh A-la-hán là đạt được cái trạng thái vô ngã. Còn cái gì mà thấy là thân là không rồi, không có gì đáng kể nữa thì thôi, nó đạt đơn lên cảnh báo độ liền, lên cái thập báo đăng điên liền. Còn khi mới thấy trời ơi, các chư tăng tôi rồi, xong tôi có thể đau khổ quá là chấp gì thân bắt đầu có đất rồi, thì chỉ có thánh phạm đồng cư rồi, lên thượng phẩm cái thánh phạm đồng cư là hết sức rồi. Thì mình nắm những cái tư tưởng đó để mà đừng có sợ. Mình sẽ hồi mình nói là nếu mà có thời giờ mình sẽ nói là những cái tiếng từng chết lại kia rồi từ từ để mình phân biệt được là trong cái tiếng từng chết thì cái lúc nào là cần tứ nghĩa nó phát sanh ra để mình dùng cái tâm ý để mình đi, thì cái đó mình học từ từ. Ở đây quý vị là thọ tắc giới trơn rồi, vậy không chưa thọ và tắc giới, nhưng mà cái người đó là kiếp trước đã thọ rồi thì cũng là một vị Bồ Tát rồi, đâu có gì đâu phải sợ đâu. Mình chứ tự nhiên mình phát tâm, mình mãnh liệt mình làm, tự nhiên cái tâm Bồ Tát nó đâu cần phải thọ mà nó đang khơi phát nó lợi, không
nó cũng tốt. Không có, ok, mình thành ra một hồi mình nói trong này nè, muốn cái gì của người giỏi là đó là một cái ban. À, trong một ban đó là có một cái những cái ban mà chẳng hạn như về bài trí, tung tượng, tụng kinh, rồi niệm Phật, rồi trú tâm, rồi tụng lâm cúng dường mà vân. À, có những cái ban đó gọi là những cái ban mà lo về hậu sự cho người đó, chẳng hạn như kiếm ra những cái linh phù, những cái các bạn bà la gì cho người đó sẵn, thấy không? Đó, những cái gọi là những cái trợ mà nó có năng lực làm cho nghiệp chướng người đó tiêu trừ, thấy không? Đó, rồi có những cái ban đó gọi là ban khai thị, thấy không? Đó, thì cái ban đó là mình phải nói cái gì để cho người ta xả bớt những cái dính mắc của người ta để người ta đi, thì hồi mình sẽ nói tới mấy cái đó, thấy không? Mình làm cho nó càng lợi lạc chừng nào mà hiểu càng nhiều chừng nào đó thì mình sẽ làm được. Mà những cái ban đó không phải là muốn đưa ai vào mà đưa, người đó phải có khả năng đó mới đưa vào trong cái phần vụ đó, thấy không? À, còn người đó không có khả năng đó thì không có đưa. Quý vị niệm Phật mà muốn cho người ta phát tâm đi thì tiếng niệm phải tha thiết, không mà mình nói Nam Mô Phật thì người đó bảo đảm không cho vô ban niệm hộ niệm, không cho dẫn đầu, thấy không? Cái dòng người đó nhập định nhập biết gì không có cho đâu được, tại vì niệm không có chút sao thì tha thiết hết á, nhìn như thịnh đấy vậy đó. Nghe rơi cũng như là cảm thấy như mình cũng như là Đức Phật đang đến, đang như người cha mà nó ơi con ơi, thì thôi đang như đại khái vậy không? Nghe tiếng Nam Mô nha, mà nó càng như là một cái tiếng gì nó quyến luyến, nó kéo lôi mình vậy đó, nó thu hút mình, thấy không? Thì mấy người cho người đó giận, thấy không? Thành ra mấy khi mà lập ban á, hộ niệm á là phải khả năng, mấy người sẽ làm theo khả năng khác, thấy không? Người không có khả năng này thì làm theo khả năng khác, thấy không? Thì nó mới nói là mình mới bây giờ mình bắt đầu mình nói mấy cái đó. À, tôi nói cho cô nó không ảnh hưởng cái tâm của cô lúc cô chết thôi, nhưng mà cái tâm cô trụ vô cái nào thì không biết à, không? À, cái tâm á thật sự nó không có dính đối tứ đại, nó tan rồi, cái tâm mình nó nương vào tứ đại để nó lấy tứ đại là cái vận hành của nó, thấy không? Đó. Nhưng mà bây giờ nó thì nó vẫn cái tâm nó vẫn có nghiệp thức, thấy không? Cái nghiệp bất khả tư nghị mà thành nó phải nhắc nhở đó, phải hướng dẫn đó để cho nó trở là nó không dính với máu thịt mình nữa, thành đụng cho máu thịt nó không có đau đớn, nó không có sợ cái vụ đó, thấy không? Đó, chứ không phải là lúc đó là tự nhiên là không còn cái thân mình nữa, là tự đồng ngộ trong nghiệp thức, nó vẫn là thức, nó vẫn là tâm, nhưng mà nó thuộc về tâm nghiệp, thấy không? Thành thử ra là sợ rằng lúc đó những cái nghiệp đấu tranh giữa thiện ác nó đang giành giật với nhau đó, thì mình không có chủ động được cái thiện hay ác, là nó bất khả tư nghị, thì hay nhất vẫn có những cái tự nhiên để mình tốt hơn. Thì rồi sáng mới nói cái này nè, nè mới làm cái này nè, không thì đương nhiên tôi nói là quý vị có thể có cho và có thể không cho, tùy theo là bây giờ đó mấy cái này cái view này đó là những người Tịnh Độ Tông họ làm, thấy không? Họ nói đó là bên Mỹ nó rất chú trọng đến những cái là ước nguyện cuối cùng của mình, thấy không? Ước nguyện cuối cùng của mình, thành thử ra mình biết là mình không còn sống được nữa rồi, bác sĩ kêu thua rồi, thì lúc đó mình sẽ làm một cái view bằng tiếng Mỹ, mình kêu ông bác sĩ của mình vô, thấy không? Mình ký tên trước mặt ổng và ổng ký một bên, thấy không? Thì thường thường họ sẽ trọng, họ sẽ tôn trọng cái ước nguyện cuối cùng của người chết, thấy không? Trong này nó dính, nó đặt kèm với tôn giáo nữa. Nó nói là tôi là một Phật tử, tôi muốn chết theo nghi lễ tôn giáo của tôi, trong nghi lễ tôn giáo của tôi muốn như vậy thì nó sẽ giữ cho mình. Thường thường chẳng hạn như những giờ giấc, chẳng hạn như nó có những giờ giấc nó không cho vô, nhưng mà trong này nó tôi muốn rằng trong thời gian tôi thích như vậy đó, thì những giờ cuối cùng tôi là chuyên căn tới bệnh viện thì được vô để mà tụng nguyện, thì nó sẽ cho vô nếu còn nằm trong nhà, trong bệnh viện của nó. Và giải phẫu như là sẽ cắt xác mổ gì đó, hay là không có được cắt mổ thì 8 tiếng sau mới làm, thì trong này mình nói hết rồi, thấy không? Không có cái người này là không cho. Tôi nói cái gì đó là có cái tàu cái trúc này là những người không cho thôi, thấy không? Thành ra tôi nói còn những người cho thì đâu cần phải làm. Mà tôi nói cô đó là phải tùy theo cái khả năng của mình, tùy theo mình biết là khả năng người đó hồi nào tới giờ họ chấp về thân, họ chấp về tài sản, họ chấp về vợ con, cái thân họ không xả được thì nên làm, thấy không? Nên làm, thấy không? Còn những người mà đã học Phật pháp, đã hiểu Phật pháp như vậy, thấy không? Cái thân nó vô thường thực sự, mà thực sự ra bây giờ mình đặt vấn đề là
khi cắt ra nó có đau hay không đau, tâm thức mình có sân hận không, thì tôi giải thích cho vậy, không có sân đâu, đừng có sợ. Không, là tại vì bên Tịnh Độ Tông bên Trung Quốc á, nó cũng thực sự nó không căn cứ vào kinh điển gì, nó nói cái đó rồi đó. Nói với cô đó, bây giờ cái tế bào cô chẳng hạn gì, cô chích thuốc lên mà nó còn không đau mà. Tứ đại nó tan từ từ, tứ đại nó tan, tức là sao? Cái phần tứ đại nó mất, cái địa đại nó mất, rồi thủy đại nó mất, chất nước trong mình nó khô cạn luôn. Giờ cái nước nó không ảnh hưởng đến nước nữa. Hơi ấm nó cũng khô cạn luôn, mà mỗi khô cạn vậy những cái thần kinh nó rút về từ từ, nó rút về, một cái cuối cùng là tâm si, nó rút về cái tâm vô minh của nó, cái tâm khởi đầu tiên nó nhập vô tế bào á, tức là nhập tế bào là nó chưa có tứ đại mà, thấy không? Để nó bắt đầu nó bắn ra để nó tìm một tế bào khác. Thực sự lúc đó cái này là cũng như không phải là của nó nữa, nên có đụng vô hóa phê vậy trơn, thấy không? Cái này đó là theo sách, theo cái vấn đề mà cái là theo cái diễn tả cái tiến trình tới của Đức Lạt Ma dạy theo cái hệ thống của Đại Tạng. Một hồi mình sẽ học tới, nếu có thời giờ mình học tới thì nó dài lắm. Nó dài lắm, nó trải lúc tứ đại nó tan rã như vậy thì cái trạng thái đầu tiên mình sẽ cảm giác cái gì nó tan rã, cảm giác gì mình mất, mình sẽ thấy cái gì. Ha, mà tan rã rồi lúc đó, lúc mà giai đoạn cuối cùng nó chỉ là thích không, thích đại không đó, thì cơ hội thì mình có thể là nhân cơ hội đó mình đi vào ánh sáng thượng quan để mình giải thoát thì như thế nào. À, nó lúc đó, cuối cùng nó chỉ làm cái thức đại thôi, nó không còn tứ đại nữa, thành ra có đụng chạm nó không thôi gì nữa. Thì khi mà nó còn là thức đại không, nó mới phóng ra sân trung ấm, có nghĩa là lúc đó là đất nước cho lửa, nó không phải là nó nữa rồi, không phải là của người đó nữa. Thì có đụng chạm đất nước cho lửa đó không thôi gì nữa hả? Mổ thì nó thành thức bị đánh mê thôi, nó mê mà nó si mê thôi, nó là bị tê liệt thôi, coi thấy không? À, chứ nó không phải là cái kia, còn cái này nó rút về nó bỏ, có nghĩa nó bỏ gần bỏ thịt, nó bỏ hết, nó để rút về cái tâm của nó, cái tâm mà sơ sinh của nó. Đó là cái vô hình, tôi nói nó cô vô hình đó, thật sự không có nằm ở đâu hết trơn á. Mà người ta nói người ta nghĩ là cố tình hệ thống này thống kia nó đặt là đường trung mạch giữa đồng bàn kia, tôi nói không phải. Thấy không? Khỏi thiên nhiên hai đăng nghiêm hỏi cái tâm người ở đâu, trong khi đăng nghiêm nó hỏi cái tâm ở ngoài cũng đặt, ở trong cũng đặt, ở giữa cũng đặt mà. Không? Nhưng mà chẳng hạn như tại vì cái quan niệm của bên kia đó là nó căn cứ vào hệ thống kinh điển ngang ra, nó nói cái tâm của nó là được kinh mạch giữa, nó căn cứ vào hệ thống kinh điển để nó luận giải cái tâm, thấy không? Cái tâm của mình tìm không có đâu, là có hết rồi, thấy không? Nhiều người hồi xưa đó họ cố tình họ tìm là không có, cái tâm nó vô tướng mà không tìm. Tôi nói cô đó, khi còn hơi nóng á thì nó không có cho cô, nó dẫn cho nó nghĩ là cô sống, tại vì bên đông y là cái hết cái hơi nóng đó dừng, tim mạch đã ngừng, cái ngừng lúc đầu nó mới lấy cái giải phẫu, thấy không? Bên kia cái mà cái bên y khoa đó thì nó nói là thế nào là chết, là hơi thở nè, nhịp tim nè, sự tuần hoàn nè, các tế bào hoàn toàn đình chỉ hết. Bây giờ cái hơi nóng đó là cái gì? Cái hơi nóng á, đúng nghĩa là nó chỉ là một trạng thái của tâm thức thôi à. Tại vì mà khi mà đi qua cái tình trạng mà quả đại nó tan á, quả đại nó tan thì con người nó không nóng nữa, mà chưa phải chết nha. Trong tử thư nó nói là khi quả đại mà tan vào phong đại, trong người vẫn còn phong đại mà. Tức là trong nó vẫn chấp là cái phong đại là thân của nó, đó là chưa vào tâm thức á. Khi mà phong đại mà tan vào tâm thức á thì lúc đó nó mới không chấp gì nữa, thì lúc đó tất cả giác quan đều đình hết, không có giác quan nào hoạt động hết trơn á. Lúc đó thần thức nó, lúc đó thần thức nó mới đi, rồi mà diễn tả nó đi là nó diễn tả là đi vào đường cái mạch giữa nó, anh đi lên. Cái chuyện đó nó cũng không chính xác nữa, tại vì cái mạch giữa thực sự nó là một cái đường tưởng tượng, người ta giải phẫu cũng không hề thấy được cái mạch giữa. Tôi nói cho cô, bây giờ tôi đưa ngón tay ra cũng có sợi dây nữa, nó chụp ra những cái làn sóng trong từ trường trong ngón tay, phóng ra có những cái tia sáng, đi sáng thiếu gì, thấy không? Giờ con mắt cô mà tập trung nhìn hoài, con mắt cô cũng phóng ra những cái tia nữa. Cái vấn đề đó, nó dễ lắm, tại trong người con người ta đó, khi mà những cái tế bào nó vận chuyển như mạch máu vận chuyển đó thì nó cọ sát ra, nó tạo thành lực điện từ. Ăn thua mà tập trung mạnh hay không mạnh á, như bánh trưởng gì đó, cái tập trung mạnh là từ từ những người mà thốc thì nhìn cái mặt tay có bị có người ngồi hiệu quả màu xanh màu đỏ tỏ ra, rồi tỏ ngắn tỏ dài đủ thứ hết rồi á, thấy không? Sao? Cho con hỏi riêng một câu cho bài thầy. Hỏi đây. Bài thầy, cái đặc trường hợp có người họ đã
donation cái body của họ rồi, nhưng mà đặt trường hợp bây giờ như thầy nói là có ba phần niệm, thì khi mà mình vừa mới chết một cái là họ đã gửi mình đi rồi, họ lấy cái xác mình đi để họ lo rồi. Thì trong thời gian đấy ba phần niệm niệm ở đâu, đứng ở đâu để niệm cho họ? Rồi giờ mình học nè. Tội vậy cái đã hỏi thầy mình niệm đâu? Không niệm gì hết, ký xong rồi rút dây ra bắt thở đưa vô. Ừ. Câu hỏi không còn đó. Bây giờ cái thực sự ra đó, và trong cái vấn đề mà tiến trình chết đó, thì cái tâm di tế đó, nó còn giữ trong cái thân chết đó 3 ngày đó cô, chứ không phải là 3-8 tiếng đâu. Tất cả tứ đại nó tan hết rồi, nhưng mà cái tâm di tế đó, nó vẫn còn tưởng, nó nằm trong đục và đầu trong ơn tới 3 ngày, trong mấy 3 ngày đó là bất giác, không có biết gì hết. Tây Tạng nó nói rất là rõ, nó gọi là bất tỉnh đó, nó không có biết, đó. Rồi sau 3 ngày đó bắt đầu nó mới tìm được tái sanh, thì lúc đấy hào quang chư Phật mới hiện ra, nó mới nương theo đó nó đi. Còn những người mà đắc được thiền định thì lúc đó trong 3 ngày họ vào tánh không, họ đi thoát luôn, nó nói cái cơ hội mà quý vị có đi thoát được đó là khi vừa đắm mắt tịnh quang vừa phát sanh ra đó, thì nó kéo dài khoảng có thể từ cái sắc na từ qua tới anh đâu quý vị có trong 3 ngày đó, để quý vị có cơ hội để quý vị nương mới đi. Trong 3 ngày đó là mới chưa đầu thai nha, nghĩa là cái thần thức nó còn nằm trong người, nó vẫn còn tưởng cái thân mình đó, còn cái tâm thức của nó đó, cái tâm thức của nó là cái thức thần, cái thức thân, nó là cái thân mình thức chứ không phải thân mình người nữa. Thì nó mới diễn tả cái thần thức như thế nào cho mình thấy. Bây giờ học từ từ học tới cái đó, cái này mình lại mình nói trước, tại thấy không, cái thần thức như thế nào, giờ thì nhìn cái thần thức đó mà biết là này sẽ đọa địa ngục ngay bây giờ, nó không nói nữa, chỉ cho biết cái thần thức hình dáng nào, màu sắc gì, do gì, cách đi đứng sao, thì cái điều đó nếu mà không chịu chuyển cái tâm á, thì do hình dáng màu sắc đó thì họ sẽ đọa ra khỏi nào, thấy không? Mà cái này hoàn toàn không có kinh điển nha, tôi nói từ cái 8 ngày hay là cái mà tôi đang nói, cái tôi đang nói là được kinh mạch giữa gì gì đó, cái này là toàn là những cái do tổ mà nói. Tôi nói bây giờ con không nghe mà thầy Trí Siêu kể chuyện mà ông sư phụ của ổng làm cái phu qua cho con chó ông chết không? Ông thầy Trí Siêu đó, ông Trí Siêu đó, ông nói lúc ông tu ở bên Pháp á, với ông sư phụ ổng á, thì ông sư phụ có một con chó ông rất là thương, thấy không? Thì ổng đang dạy ở trong cái tu viện mà ở Pháp á, con chó ổng là một thành phố nào rất là xa, thì người ta gọi điện thoại ổng nói con chó ổng chết rồi, ổng đâu cần gặp con chó đâu, ở ngay chỗ nào trường làm phu qua. Còn cách quán tưởng mà tâm thức thực sự phải nằm trong người mình quán đâu nó trụ đó à, biết không? Cái trụ trong người mình á, tại vì ta làm gì cho mình dễ tưởng tượng, chứ không lẽ nói gì là trụ cách lưng tôi một thốn mà nhiều lắm khó tưởng tượng lắm, thấy không? Nó trụ trong cái điểm nào mà mình quy định con người mình rồi, thì mình nói cái đường đó thì nó dễ tưởng tượng hơn vậy thôi. Trong khi Lăng Nghiêm nó nói cái tâm người ta không có nằm chỗ nào hết trơn á, cái tâm ta là vô tướng mà, thôi mình nghĩ cái tâm nó nằm ở đâu thì cái tâm nó bắt nghiệp nó sẽ trụ vô đó. Cũng như mình nghĩ là Đức Phật đang ở trong cái hoa gia trì tôi, thì Đức Phật sẽ hiện trong diện trong cái này. Những cái tâm của mình mà Đức Phật hiện qua đây không có đâu hết trơn á, thấy không? Cái tâm của mình nó vô tướng mà nó có năng lực siêu nhiếp hết tất cả bản nguyện của chư Phật mà, thấy không? Thành thử ra đó quý vị đừng có sợ, thấy không? Nó đâu có nằm trong thân quý vị đâu mà quý vị sợ. Cái chuyện trong thân quý vị là toàn là chư tổ đặt hết á, thấy không? Đó. Thôi vậy, bây giờ tôi hỏi cái gì đó, bây giờ kinh điển chư Phật nói là kinh Lăng Nghiêm Phật có thiệt, tức là kinh của Phật nói đó. Phật xác định là không, cái tâm không có tìm đâu được, khó được hết. Cái tâm mà cái chỗ nào có đó, cái tâm nó thành hình tướng. Nó là cái thức thần, cái thức tức là nghiệp thức. Cái nghiệp thức đó tượng trưng cho một cái người ta nói tượng tự nhiên là một cái tâm như tâm ô uế vậy đó. Thấy không? Bằng cái nghiệp thức này nó hồi nào tới giờ nó chứa vô lượng, vô số, vô biên. Bây giờ quan trọng là cái nghiệp thức nào phát sanh trước, hay nó gọi là cận tử nghiệp, thấy không? Thành có thể là người ta làm thiện rất là nhiều, nhưng mà giờ đó trong một cái nghiệp thức nó phát sanh ra là cái nghiệp muốn ăn, thấy không? Thì nó sanh là ngạ quỷ, thấy không? Tại vì cái nghiệp thức nó dẫn tới cái chữ mà đói khát để ăn nên cuối cùng sẽ kiếm một cái loài mà thích ăn, thì nó sanh ngạ quỷ, mà sanh ngạ quỷ rồi là ăn, lại thèm ăn, lúc nào cũng thấy thèm khát để ăn mà không có đồ ăn. Thì lúc đó nó nói là tâm thức cuối cùng sẽ dẫn người ta đến một sự tái sanh thứ hai. Cũng như bây giờ mình ngồi đây mình nói trong phòng tôi đi tắm,
Nếu tư tưởng này nó không có tư tưởng nào xen vô thì quả nhiên sau khi xả cái này mình sẽ đi tắm, tại vì tư tưởng nó sẽ dẫn tới hành động đi tắm. Nhưng mà nửa chừng nó có một tư tưởng khác nó xen vô, anh kia rủ họ lại nhà tôi chơi, mình đổi tư tưởng đi. Thấy không? Nói à vậy ngay cái phút mà vừa xả được anh kia rủ đi chơi, rồi mà mình bỏ đưa tắm thì mình sẽ đi chơi. Đấy, đó là cần tư nghiệp. Cái ý tưởng nó khởi ra nhiều nhất trong cái thời gian này, bao nhiêu ý tưởng nó khởi mình, nhưng mình sẽ đi theo cái tưởng gần nhất để mình chọn thân, là ý tưởng lúc đó mình khao khát có một cái thân. Vậy tưởng nó khởi lên thì lúc đó mình sẽ ngưng vào cái đó, mình cấu tạo được tứ đại để thỏa mãn cái thụ hưởng đó, hay mà thành thân, thấy không? Từ từ có gì học, từ từ có gì học, cái đó nó đi vào cái hệ thống, là những cái mâu thuẫn giữa những cái quan niệm về cái sự chết của những cái trường phái mà hiện giờ mà người ta đang nhiều cái người tin tưởng, đó là một cái hệ thống của Tây Tạng và một hệ thống của Trung Quốc, họ phải của Ấn Độ đó, tức là nó căn cứ vào di thức học thành di thức luận, dọc câu xá luận, câu xá luận là một cái sự phát triển, sau này nó phát triển thành di thức. Cái quan niệm của cái gì là r trên tán